Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, lùm xùm về từ thiện của các nghệ sĩ Việt đã trở thành câu chuyện toàn xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Và mới đây vào chiều ngày 7 tháng 9, MC Trấn Thành cũng đã tung loạt hình ảnh sao kê từ thiện lũ lụt miền Trung lên mạng xã hội. Và ngay lập tức, sự kiện này đã gây bùng nổ dư luận. Trước những ý kiến bày tỏ sự thất vọng với dịch vụ sao kê qua hình ảnh của Trấn Thành chụp, Vietcombank là ngân hàng chịu sức ép vạ lây nặng nề. Theo ghi nhận, các ứng dụng ngân hàng Vietcombank trên Android và iOS đã bị người dùng tấn công đánh giá một sao, bày tỏ sự thất vọng với dịch vụ ngân hàng khi cho rằng tờ sao kê của Trấn Thành bị thiếu nhiều thông tin quan trọng, khác lạ so với bản sao kê thông thường. Đêm 7 tháng 9, fanpage Vietcombank đã phải hứng chịu một cơn bão lớn khi nhiều tài khoản Facebook đã đổ bộ vào để bình luận bày tỏ sự không hài lòng của họ với ngân hàng. Những bài đăng gần nhất của Vietcombank đều ghi nhận biểu cảm phẫn nộ tăng đột biến. Bài chia sẻ của Vietcombank về việc đăng ký mở thẻ online ghi nhận hơn 22.000 lượt tương tác, 33.000 bình luận, trong đó có gần 7.000 biểu tượng phẫn nộ. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân trước khi nắm rõ thông tin chính xác, người dùng mạng cần tránh những phản ánh tiêu cực cảm tính gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục. Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là cước Internet 3G, 4G. Giảm giá thuê dịch vụ máy chủ, dịch vụ Internet phục vụ đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu phát triển các giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, xây dựng học liệu số, ban hành văn bản hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến. Vâng thưa quý vị, Hà Nội đã chính thức bước vào năm học mới, thế nhưng do dịch COVID-19 nên học sinh phải học online tại nhà. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử phục vụ học trực tuyến đã tăng cao, khiến cho thị trường máy tính, điển hình là laptop lại lên cơn sốt. Tuy nhiên, nhiều đơn vị bán lẻ lại than về việc khó vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối viễn thông di động tại hệ thống siêu thị điện máy FPT Shop, doanh số laptop bán ra trong tháng 8 của đơn vị này tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2020. Còn những ngày đầu tháng 9, mức tăng gấp 3 lần so với những ngày cùng kỳ đầu tháng 8. Tuy nhiên, tăng mạnh vào các phân khúc giá từ 14 đến 25 triệu đồng một sản phẩm. Máy tính bảng tăng mạnh gấp 5 đến 6 lần ở phân khúc giá từ 3 đến 6 triệu đồng. Tại hệ thống Thế giới di động và điện máy xanh, ngay trong những ngày đầu tháng 9, nhu cầu mua laptop của khách hàng tăng tới 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện phân khúc laptop tầm trung giá bán từ 15 đến 20 triệu đồng một sản phẩm là được mua nhiều nhất. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trong 8 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 800.000 laptop, bằng tổng lượng nhập cả năm 2020. Tuy nhiên, chia sẻ riêng với chương trình Sống Kết Nối, nhiều đơn vị bán lẻ cho biết họ rất khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là ở những địa phương đang áp dụng chỉ thị 16, do đây không phải là mặt hàng thiết yếu. Một đơn hàng có thể mất hàng 3 đến 4 tuần. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an đã đưa vào sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Phần mềm này dành cho các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS. Khi sử dụng ứng dụng này, người dân không cần phải khai báo lại các thông tin cơ bản trước khi di chuyển. Sau khi cài đặt và đăng nhập, phần mềm sẽ cấp mã QR duy nhất, thống nhất, liên thông với các ứng dụng khác. Mã QR được VNEID cấp có thể sử dụng cho các nền tảng đang sử dụng phổ biến như nCoV, Bluezone, VHD. Ngoài ra, ứng dụng cho Bộ Công an phát triển còn có thể thông báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và hàng loạt tính năng khác trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia. VNEID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2. Đồng thời, phần mềm có thể triển khai ở các địa điểm khác khi có yêu cầu như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thuốc. Vâng thưa quý vị, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và tài chính ngân hàng là một trong 8 lĩnh vực được xác định là có tác động xã hội liên quan hàng ngày tới người dân cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số của ngành ngân hàng thực sự đã giúp cho người dân, doanh nghiệp và bản thân các ngân hàng vượt khó. Đây cũng là cú hích giúp cho phát triển kinh tế số. Câu chuyện về chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng cùng câu chuyện xây dựng hệ sinh thái số cũng là nội dung mà #247 ngày hôm nay gửi tới quý vị. 10.000 tài khoản mới được lập trực tuyến mỗi ngày.
Kết quả này gấp hơn 3 lần mức kỳ vọng của ngân hàng ACB khi dịch COVID-19 diễn ra và phải tạm thời đóng cửa hơn 100 trên 137 kênh phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây chỉ là một trong rất nhiều trái ngọt mà ngân hàng này có được nhờ những chính sách chuyển đổi số ngành ngân hàng có hiệu lực, trong đó có việc các ngân hàng được áp dụng phương thức định danh trực tuyến EKYC từ tháng 3 năm nay. Thì cái việc mà mở những tài khoản trực tuyến EKYC phải nói rằng rất là hiệu quả. Để dịch vụ trực tuyến á, thì sau khi tổng kết lại 8 tháng đầu năm của 2021, phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng khi mà cái doanh số cũng như là cái số lượng về cái giao dịch trực tuyến nó tăng gấp đôi. Là chuyển đổi số cũng như là ngân hàng số đã giúp cho ngành ngân hàng cùng với chính quyền và người dân để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch. Trong một tọa đàm trực tuyến do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các ngân hàng, nhiều ý kiến đã được đưa ra với nội dung xoay quanh câu chuyện chuyển đổi số của ngành ngân hàng và hệ sinh thái ngân hàng số. Theo thống kê chúng tôi biết được hiện nay như vậy khoảng 94% các ngân hàng thương mại đã tham gia vào cái lĩnh vực chuyển đổi số. Trên 94%. Như vậy gần như là tất cả các tổ chức tín dụng, các ngân hàng mà nó đều tham gia vào lĩnh vực này. Và hiệu ứng của nó là gì? Trong thời gian vừa qua, ngân hàng nào tham gia vào sâu và cái tiện ích tạo cho người dân được và tiện lợi nhất để đảm bảo mà nhanh, hiệu quả, an toàn thì cái lượng hệ sinh thái của họ chính là khách hàng trải nghiệm nhiều nhất. Hệ sinh thái này được hiểu là việc các ngân hàng sẽ lấy khách hàng làm trung tâm. Trên một nền tảng, một ứng dụng sẽ có từ những sản phẩm dịch vụ của bản thân ngân hàng tới những tiện ích mà khách hàng quan tâm. Nhưng sẽ có một câu hỏi chung cho cả ngành là ngân hàng chọn việc tự xây dựng hay tham gia một hệ sinh thái chung? Một cái chiến lược là tham gia vào hệ sinh thái của các đối tác, nhưng đồng thời mình cũng sẽ có kiến tạo và đóng góp trong cái hệ sinh thái đấy với những nét riêng của hệ sinh thái khép kín cho khách hàng để có thể sử dụng được tối đa các cái nhu cầu và theo cách là đồng nhất một trải nghiệm. Ngân hàng muốn tự xây dựng, ngân hàng sẽ rất tốn thời gian và nhân lực và đôi khi phát triển ra một cái sản phẩm tương tự như cái đã có sẵn. Nhưng nếu ngân hàng xem xét trong cái việc tận dụng cái hệ sinh thái thì nó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian đưa ra sản phẩm ra thị trường mà còn có thể là đưa sản phẩm, những cái sản phẩm vượt trội. Bên cạnh đó, các lãnh đạo ngân hàng cũng đề xuất chính sách, hành lang pháp lý liên quan cũng cần phải được xây dựng đầy đủ, nhanh chóng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng. Thưa quý vị, đầu tuần này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 100 thông qua đề nghị xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính, fintech trong lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, thì Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì và trình Chính phủ trong quý 4 năm nay. Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến thời gian thử nghiệm từ 1 đến 2 năm. Dự thảo nghị định tập trung vào fintech trong lĩnh vực ngân hàng, chứ không phải tất cả các công ty. Việc xây dựng hành lang pháp lý cho fintech, theo đó được kỳ vọng sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có cơ sở pháp lý để tập trung làm ăn, phát triển, đồng thời góp phần giảm các hình thức biến tướng thời gian vừa qua. Tạo điều kiện cho fintech phát triển cũng sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, các công ty fintech vốn rất nhạy bén với công nghệ và tiếp cận thường xuyên với khách hàng. Vậy các ngân hàng có nên bắt tay với các công ty fintech hay là thậm chí hoạt động giống các mô hình của các công ty này hay không? Sau đây là ý kiến của các chuyên gia. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngân hàng sẽ là hybrid, chúng ta chỉ tham gia thôi. Ngân hàng sẽ là hybrid, tức là gì? Nó là nằm ở giữa. Có những cái tuân thủ, vẫn cứ phải tuân thủ nghiêm ngặt. Liên quan đến an toàn, an ninh hệ thống, tài chính tiền tệ, liên quan đến khách hàng là người gửi tiền. Nhưng ngân hàng cũng phải cực kỳ agile, tức là linh hoạt trong câu chuyện về ngân hàng số. Cần thực sự các cái đối tác đó, các cái công ty fintech đấy đang có một cái số lượng khách hàng rất là lớn. Ngoài cái số lượng khách hàng lớn ấy, thì thực sự ở các công ty này họ có một cái dữ liệu về khách hàng. Cái dữ liệu đấy nó thể hiện cái sự hiểu biết của mình đối với khách hàng. Là thì đấy là những cái lợi thế mà thực sự là các ngân hàng, các công ty tài chính đang kết nối với các cái đối tác này để làm sao để chúng ta có những hợp tác xây dựng ra cùng một cái gọi là hệ sinh thái. Mà khi mà có một cái hệ sinh thái này ấy, thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu là chúng ta phục vụ khách hàng tốt hơn. Khi chúng ta mở rộng hợp tác với các công ty fintech thì chúng ta cũng sẽ phải quan tâm rất nhiều xem cái năng lực mà về công nghệ thông tin cũng như là về triển khai các giải pháp về bảo mật an ninh trong quá trình mà ngân hàng thực hiện kết nối và hợp tác với các công ty fintech đấy là gì và như thế nào để có thể đảm bảo được cái an toàn cho khách hàng.